kênh YouTube của mình. Thì hôm nay sẽ review cho anh em xem một con hạt zin nha anh em. Hạt zin và gắn bô nha. Đây. Thì hiện tại xe này mình mới về nha anh em. Xe này là giấy tờ đủ, mình đang kêu bán giá là 2x. Thì xe giấy tờ đủ có chứng minh chủ cũ kèm theo nha anh em. Anh em muốn sang tên thì có thể nhờ cò. Thì tổng thể xe này là zin thôi. Nói chung là xe này zin thì không có gì để quảng cáo nhiều rồi. Nhưng mà nội công thì thâm hậu nha anh em. Thôi review từ từ cho anh em coi trước. Đây, vỏ sau đây. Xe zin nhưng mà chủ xe trước mắm dối anh em, chắc xích thì bánh nhỏ. Đó, bánh nhỏ nhỏ xíu luôn nha anh em. Thậm chí bánh sau còn nhỏ hơn bánh trước nữa. What the fuck? Đó, chủ xe máu lửa nên đi bánh sau nhỏ hơn bánh trước luôn. Vỏ sau đi vỏ camel nha anh em. Thì nhiều anh em chắc thịnh vỏ này hơn, camel vỏ này rất là nhỏ. Liền thì liền sắt thôi, không có gì đặc trưng nhiều. Nhưng mà liền sắt thì chắc bản nhỏ anh em. Cam thì còn mới, đó. Xe được trang bị với một cây súng OBR nè, anh em thấy không? OBR cổ 3 khúc. Này cổ 3 khúc nè. Thì cái cây OBR này thật ra bị đập nát con này anh em. Không phải đập nát nhưng mà đập mốp vô á. Đặng khi anh em đạp xuống nó có thể đập máy nó nổ được nè, anh em quay gần cho anh em xem nè. Này cái phần này nó bị cấn đó, nó mốp nó chạy hết. Tại vì mà lúc anh em mở máy anh em đạp á sẽ bị cấn như đây. Thì vậy anh em mà không muốn cấn á thì anh em vẫn để nguyên cái cổ bô vậy, anh em quay bánh xe thôi, quay bánh thì nó nổ. Đó, cổ bô OBR 3 khúc nha anh em. Đó thì dàn áo thì vẫn đi dàn áo zin thôi, nói chung là xe này dàn áo zin, phong cách nó zin anh em. Đi ra đường thì đỡ bị chú ý hơn. Thì bánh trước thì đang đi vỏ CRV. Thì bánh trước nó bự hơn bánh sau nha anh em. Anh thấy không, bánh trước nó bự hơn bánh sau luôn. Đó, phong cách này phong cách gì á, phong cách gì lạ lẫm quá mình không biết luôn. Đó. Này cũng là liền sắt luôn. Cam thì cam cũng còn mới anh em, tại vì mình mới lấy về á, mình chưa kịp rửa mình quay cho anh em xem luôn. Đó, thì heo zin, phuộc zin thôi. Xe được trang bị với một cây trợ lực nha anh em. Đây qua anh em xem. Trợ lực bên đây. Trợ lực online. Đó. Trợ lực online, hàng này hàng 1-1 thôi chứ không có gì ghê gớm lắm. Trợ lực này tác dụng anh em. Khi anh em mà lên xe á, anh em muốn bay bổng anh em bay xuống, anh em rớt xuống á thì thường không có trợ lực thì sẽ lắc thế này. Còn nếu có trợ lực á thì nó rất là đầm, rớt xuống thì nó chạy thẳng luôn. Rồi. Thì có trợ lực thì anh em đi mà anh em khi anh em bay bổng thì anh em cảm giác nó an toàn hơn, nó không bị sàn lắc. Thì xe này nó nói chung là rất lùn đó anh em, tại vì hạ phục trước rồi, với lại bánh sau nó quá nhỏ đi nên xuống xe rất là lùn. Đây quay cho anh em xem là xe này hạ phục trước rồi nè. Hạ rất là nhiều luôn, thì anh em xem hạ rất là nhiều luôn. Hạ như vậy anh em mà hả, khi anh em ra xe máu lửa mà nó còn bay nó làm tự nó bay nha, chứ không phải là anh em nhúng ghì ra nó bay nha. Đó thì hạ như vậy mà còn bay là anh em, khi anh em để nguyên cái phục dinh chắc nó lộn mèo luôn anh em. Xe được trang bị với một cây đèn nè anh em. Đèn này không biết, mình không biết kêu là đèn gì luôn. Đèn chà bá bự luôn anh em. Nhưng đèn này rất là sáng, đây mình bật cho anh em xem. Đèn sáng cực kỳ luôn. Đó, ban ngày và buổi chiều mà anh em thấy sáng ghê không? Thì tem này là không phải là tem zin, tem này tem chrome thôi. Tem chrome thôi. Lên cho nó đẹp xe thôi à. Ba phần bên đây thì bên đây chắc cũng không có gì nhiều để giới thiệu cho anh em xem rồi. Thì mình nói về phần nội công nha anh em. Cái này máy chạy ngoài zin thôi, nhưng mà nội công thì thâm hậu lắm nha. Đây. Anh em quay anh em xem. Anh em thấy gì không? Nè, quay gần anh em xem. Anh em thấy tấm thớt không? Đó. Thớt để chặt thịt bò nha anh em. Thịt bò. Cái này đang đi là nội công là 62+4. Thớt là thớt 4 ly nha anh em. Lồng là lồng ECS. Đi đang đi bằng nắp trao 35 cánh gió. Thì đi trong đây thì anh em không quên anh em xem được. Mua bên là mua bên rết leo với IC. IC hình như là IC rết leo luôn hay gì á. Tại vì mình hỏi chủ xe mình quên rồi. Thì xe này đó, mới lấy vậy còn dính bằng kẹo luôn. Xe này mình là chủ xe mà hỏi chủ xe trước tại mình quên thôi. Thì xe này mình bán với giá 2x nha anh em. Mình có nhận ship hết luôn, ship mọi miền tổ quốc luôn. Để gần anh em chuyển đủ tiền thì mình sẽ ship, còn anh em nào mà không tin tưởng á thì có thể xuống xem xe và test trực tiếp cho nó dễ đó. Rồi bây giờ qua đây dầm nổ máy cho anh em nghe cái dàn hơi của xe này nha. Xe này đang đi là Subaru 2225 nha anh em. Vì xe dán là dán zin thôi nhưng mà nội công là nội công đường phố nha anh em. Xe này mua về chơi đường phố nha. Rồi bây giờ nổ máy cho anh em nghe. Nổ máy nhẹ thôi nha anh em, tại vì đây vào trong cái khuôn tư của anh em.
anh em chơi, anh em về xuống anh em thấy mua xe trực tiếp á thì anh em sẽ test thoải mái. Có thể anh em lên chạy rồi anh em nằm, anh em ngồi, anh em ngủ gì luôn cũng được. Em theo phần này là bao anh em test hết. Đó, đang đi được cầm Uma này anh em. Đó, cầm Uma thì nói chung là xe này là dán zin. Dán zin nhưng mà nội công là 62+4. Máy móc là máy đường phố nha anh em, là anh em mua về chỉ chơi chứ không làm gì nữa, giấy tờ đủ nha. Mình có để đường link Facebook mình ở dưới, số điện thoại mình là 0363413855. Facebook của mình là Bá Thiện nha anh em. Anh em nào kiếm không ra thì cứ sợ số điện thoại cũng ra được cái Facebook của mình nữa. Thì xe này mình đang kêu bán cái giá 2x thôi. 2x có nghĩa là 2 mấy triệu nha, tại nhiều anh em hỏi mình 2x là 20 triệu hả? Thì 2x có nghĩa là 2 mấy triệu đổ lên là 30 triệu đổ xuống. Đó, nó tầm vậy đó. Nói vậy cho anh em dễ hiểu. Thì anh em quan tâm xe này thì anh em cứ qua Facebook của mình sẽ có hình chi tiết của xe này nha. Anh em nhớ đăng ký kênh theo dõi kênh của mình, đặng mỗi lần mà xe về mình sẽ quay cho anh em xem. Và anh em nào có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Những xe này đều có bớt nhưng mà chỉ bớt nhẹ thôi nha anh em. Tại vì tiền nào của đó mua về chơi thôi chứ không phải mua về sửa đâu anh em đừng lo. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi clip của mình.